Sài Gòn mùa nắng nóng. Cái nóng khiến cho những người trên phố chỉ mong nhanh chóng được đến nơi cần đến, dùng tất cả các phương tiện tránh nắng hoặc tấp ngay vào lề đường để tự giải khát chính mình bằng những ly nước mát lạnh như thế này. Bất cứ loại nước uống lạnh nào cũng là quý giá trong cái tiết trời chẳng mấy chiều lòng người của Sài Gòn hiện tại. Thế nhưng, bạn đã bao giờ nghe tới thức uống được chế biến từ những viên đá tươi đúng nghĩa chưa? Đó là những viên đá được làm từ cà phê hoặc trái cây tươi. Không chỉ làm cho ly nước của bạn trở nên mát lạnh và độc đáo hơn, nó còn khiến cho ly nước thay đổi vị liên tục trong quá trình bạn thưởng thức mà vẫn đảm bảo chất lượng. Chỉ một ly nước nhưng đưa bạn đi từ cảm giác này đến cảm giác khác. Đó là những cảm giác của sự trải nghiệm hương vị tưởng lạ mà lại thành quen. Chúng tôi gọi đó là những ly nước được chế biến từ đá đổi vị. Đá đổi vị có thể là một sản phẩm lạ ở Việt Nam, nhưng không quá mới mẻ ở các nước trên thế giới. Từ những loại trái cây và thảo mộc thiên nhiên giúp thanh lọc, làm mát cơ thể, người chủ quán ở đây đã tham khảo công thức từ các loại nước uống nước bạn rồi Việt hóa cho phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Thành phần của loại nước uống độc đáo này bao gồm những nguyên liệu tươi tự nhiên và khá thông dụng như đường, sữa, cà phê, tắc tươi, xả tươi, dưa hấu, rau câu. Những nguyên liệu tươi như thế này hứa hẹn chắc chắn làm nên những thức uống tươi và lành, đặc biệt giúp làm mát, thanh lọc cơ thể trong những ngày thời tiết Sài Gòn đang nóng bức. Cái quá trình mà nghiên cứu nó cũng hơi vất vả chút xíu, tại vì cái đá đổi vị á, thì vì nó cũng hình thành lâu đời rồi cho nên là cái hướng phát triển của nó cũng khá đa dạng. Thì ví dụ như có hai loại đá đổi vị á, thì thứ nhất là đá đổi vị tự nhiên hay là đá đổi vị theo hợp chất hóa học. Thì hóa học thì bên mình không thích, cho nên là bên mình không hề nghiên cứu gì về bên đó luôn. Tụi mình chỉ thích tự nhiên thôi. Thì tự nhiên thì có hai loại, là thứ nhất là về dòng trái cây. Dòng trái cây thực phẩm có nhiều vitamin C và có axit để tăng cái sức đề kháng và tăng cái sự tiêu hóa cho người dùng. Và cái dòng này, thứ hai là dòng thảo mộc. Thảo mộc thì nó thiên về những cái loại thảo mộc Việt Nam cũng có rất là nhiều. Và ví dụ như là xả, như là thậm chí một số loại hoa nữa cũng rất là tốt về sức khỏe, hoa hồng chẳng hạn, với hoa cúc chẳng hạn, vân vân, một số cái loại hoa về thảo mộc như vậy. Thì bây giờ hiện tại quán tụi mình á, thì chỉ tập trung đầu tiên vô cái dòng sản phẩm về trái cây trước, kết hợp với một loại thảo mộc là xả để tốt về sức khỏe, thứ nhất là để tăng sức đề kháng. Cái món nước nó có đúng như cái tên nó, vì thường mọi người uống nước thì sau một thời gian đá tan ra nó sẽ làm nhạt vị nước đi. Thì cái món nước này mình tạo ra để cho món nước ngày càng đậm hơn. Khi mà thực khách muốn ngồi lâu hơn thì họ càng uống và càng thấy sảng khoái hơn và đậm hơn, không bị nhạt đi cái chất của nước. Cách bảo quản của món đá này nó cũng không có đặc biệt, nhưng mà nó cũng cần một thời gian nhất, nó chỉ ở khoảng thời gian nhất định để viên đá đảm bảo đủ độ tươi của nó và không bị gọi là, người Việt Nam mình hay gọi là đá bị già, thì nó sẽ giảm chất lượng của món nước. Thì nên thường sẽ để trong khoảng từ 12 tới 15 giờ mình nên sử dụng trong khoảng đó. Đúng như phong cách của quán, những cái tên thức uống được chế biến từ đá đổi vị như mát rười rượi, đắng đã đời, vải cả tươi, sữa phê đôi khi cũng khiến cho thực khách không khỏi ấn tượng. Cà phê sau khi xay mịn sẽ được pha chế rồi đem đông đá. Xả luộc lên để lấy nước cốt. Tắc vắt lấy nước, sau đó pha chế cùng với một số nguyên liệu khác rồi cũng đem đông đá. Tùy vào loại thức uống khách yêu cầu là trà hay cà phê
mà sử dụng loại đá để bỏ vào nước uống cho phù hợp. Như món nước mát rười rượi này, đơn giản được chế biến từ nước đá có pha một ít đường, nước tắc và xả. Kết hợp với đó là những viên đá đông làm từ nước cốt tắc và nước cốt xả, tạo ra hương vị thanh mát dịu nhẹ. Những ly nước bắt mắt có chứa nhiều vitamin C rất tốt cho cơ thể. Cái nguyên liệu chính để làm món mát rượi rượi đó là xả tươi, tắc tươi và nước vải tươi ngâm đường. Mình sẽ làm đá gồm với nước xả tươi cùng với nước cốt của tắc. Sau đó mình sẽ pha chế để đá đông rồi pha chế với nước thì mình dùng nước xả luôn, nước tắc và mình thêm một ít trà, nước cốt trà để làm tăng hương vị của món nước lên. Sau đó thì mình sẽ trộn tất cả lại với nhau, xét lên và mình cho thêm đá đã làm đông khoảng 3 giờ. Thì sau đó sẽ thành món nước. Mình sẽ thêm một ít rau câu có hương vị tắc làm tăng thêm vị thanh của món nước. Theo dân gian, xả vẫn là một loại thảo mộc có tính lành, giúp mát gan, giải độc, ngăn ngừa ung thư và làm đẹp da. Vì vậy, sử dụng xả trong các món ăn hay làm tinh dầu lâu nay đã trở nên thông dụng. Tuy nhiên, cũng với nguyên liệu này, làm nước uống thì với nhiều người vẫn là một điều mới lạ. Xả trong món nước được chế biến từ đá đổi vị chắc chắn tạo mùi thơm đặc trưng. Bên cạnh đó là mùi thơm và vị chua chua của tắc, ngọt ngọt của đường và các loại trái cây thêm vào như vải tươi, dưa hấu đông đá. Tất cả tạo nên một ly nước vải cả tươi vô cùng ấn tượng. Cũng gần giống như món mát rượi rượi, cũng có xả, tắc và trà, nhưng mà nó sẽ được cộng thêm bởi vị ngọt của vải tươi ngâm đường và thêm vị của dưa hấu nữa. Với đa số những người thích uống cà phê, đã bao giờ bạn gặp trường hợp vào quán gọi một ly cà phê mà uống được nửa chừng thì đá tan hết, khiến cà phê nhạt dần và bạn phải bỏ luôn nửa ly còn lại? Với cà phê được chế biến từ đá đổi vị thì hoàn toàn ngược lại. Ban đầu vị cà phê đậm, càng về sau lại càng đậm dần, tạo cho người dùng một cảm giác thơm ngon, tươi mát đến giọt cuối cùng. Món đắng ra đời nó xuất phát từ món cà phê sữa truyền thống của nước ta. Sau một thời gian thì cà phê sữa nó cũng bị lạc đi thì mình sẽ có những viên đá cà phê đậm đặc thêm vào để cho vị do những người dành cho riêng cho những người gu mạnh về cà phê Việt của ta thưởng thức những món đó, càng uống càng đậm, càng uống càng ngon, càng tỉnh. Những viên đá nhỏ nhưng thơm ngon và chất lượng là những gì bạn cần cho ly cà phê hoàn hảo của mình. Sữa phê thì nó xuất phát từ món bạc xỉu của nước ta luôn. Thì sao có một số người sẽ thích uống bạc xỉu thì nó lúc đầu nó sẽ nhẹ nhàng, nhưng sau đó càng ngày vị nó càng lên và nó sẽ dừng lại ở mức đó là cà phê sữa của nước Việt ta thôi. Thì đó là dành cho những bạn mà thích nhẹ nhàng về cà phê sữa, không thích như món đắng đã đời. Đá đổi vị tuy chỉ mới xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Với sự độc đáo đến từ ly nước mát lạnh, tan dần rồi đổi luôn vị của cả ly nước khiến cho nhiều người tỏ ra thích thú. Phải nói là phản ứng của khách khi mà nhìn thấy một cái thông tin của mình trên mạng á, thì là họ sẽ nói một cái câu là chắc là nước hóa học ở đây, chắc là cái gì nó không ổn này, nhưng mà mình tới mình coi thử coi nó là gì, chắc là zero hay gì đó. Nhưng mà khi đến đây á, thì người ta rất là ngạc nhiên là mình sử dụng hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và thậm chí khi mình uống một cái ly nước một cái là mình sẽ cảm nhận rất rõ cái chuyện này. Mình hoàn toàn có thể nhận ra được một cái ly nước tự nhiên, một cái ly nước mà sử dụng những chất hóa học, nó hoàn toàn rất là khác nhau. Và khi mà người ta nhận ra được cái đó, người ta cảm thấy rất là thú vị. Dạ, lúc đầu em cũng tưởng là có hóa chất đó chị. Tại vì em thấy có màu đỏ nè, nhìn màu đỏ nó tươi như vậy thì em cũng không biết có phải là trái cây tươi thiệt không. Thì em mới được mấy bạn nhân viên tư vấn là đây là đá cây tươi được làm ngay tại quán luôn. Rồi em cũng ngồi đợi cho đá tan ra thì em thấy là đúng là trái cây tươi thiệt đó chị. Mình em ăn còn có vị dưa hấu rất là ngọt, với lại hòa với lại vị chua của tắc cũng rất là thơm ạ. Em gọi uống thử
thì ra cái liếu là đẹp, ở phía trên là trắng bóp rồi ba viên đá luôn. Thì uống vào lúc đầu cái cảm nhận của mình thì nó sẽ rất là ngọt, dịu, của vị sữa. Nhưng mà khi mà mình càng uống về sau á, chị sẽ bắt đầu cảm nhận được cái vị cà phê. Thấy nó rất là thanh luôn á chị. Nó sẽ không có đậm lắm, tại vì uống cà phê em hay bị đắng ở cái hậu á, thì nó lại rất là thanh và càng uống về sau thì càng đậm. Thành phần của nó thì theo em để ý á, thì là hình như là có mùi là nước tắc xả. Em ngửi mùi xả rất là thơm và nồng nha. Rồi còn có đá tắc, rồi đá dưa hấu và cả một quả vải tươi thật sự luôn được trang trí ở bên này á chị. Trái cây tươi hay các loại nước ép trái cây nói chung đều cung cấp một lượng vitamin dồi dào cho cơ thể. Không chỉ giúp trẻ hóa làn da, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, các thức uống từ trái cây luôn hấp dẫn người dùng, đặc biệt khách hàng là nữ giới. Em xem cái poster có hướng dẫn là múc đá rồi gì thì em cũng múc thử. Thì thấy cái vị nó đắng đắng mà xong rồi mà múc xong thì uống nước lại thấy nó ngọt ngọt, nó kết hợp với nhau á. Và em thích, em thấy rất là thích, thích cứ múc xong rồi uống rồi lại múc xong rồi uống. Dạ, em cũng hay nhai đá chị, thì em thấy nó rất là vui miệng nên là em cũng nhai thử. Mà đá này không phải đá bình thường nữa, đá có vị, thì có vị ngọt của dưa hấu rồi vị chua của tắc. Thì là khi mà uống chung với lại ly nước như vậy á, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là mới lạ. Kiểu như là lần đầu em có thể được uống một ly nước mà có đầy đủ hương vị, một màu sắc luôn. Như vậy rất là vừa vui mắt mà vừa ngon miệng nữa. Để làm được loại nước đá đổi vị cũng không khó. Nguyên liệu đơn giản, cách làm nhanh chóng, quan trọng là việc kết hợp các nguyên liệu sao cho phù hợp và nêm nếm sao cho viên đá mà người thưởng thức cảm thấy ngon và mát trong những ngày nắng nóng. Mà để làm được điều đó thì các nguyên liệu chắc chắn phải tươi mát, đảm bảo sức khỏe và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài cái chuyện là cái công thức được du nhập 100%, có sự kết hợp giữa cái thay đổi cái sự chanh và tắc, nhưng mà gần như là nó đi du nhập từ nước ngoài là một, mang văn hóa của nước ngoài. Cái thứ hai là cái vị của nó hoàn toàn tự nhiên. Và người ta rất cảm thấy rất là hay khi mà có một cái thứ gì đó mới, phù hợp xu hướng, tốt về sức khỏe. Cái khí hậu của mình nhiệt đới và thời tiết dạo này là khô hạn mà hanh khô á, thì nó làm da của mình và nhiều khi là cái cơ thể của mình cảm thấy rất là mệt mỏi và khó chịu. Và cái đá đôi vị này tung ra ngay đúng cái thời điểm mà tất cả mọi người trên Việt Nam này cần một cái sản phẩm như vậy á, thì tốt nhất là nước, thứ hai là một cái sản phẩm gì đó liên quan tới trái cây và làm tươi mới cái da và làm cái sức khỏe của mình nó ổn định hơn. Thì thứ nhất là về mặt sản phẩm thì Tùng nghĩ là mình nghĩ là rất là tuyệt vời để một người phụ nữ, một người nội trợ hoặc là bất cứ một người nào có thể làm ra và cho cái gia đình mình cùng uống một thức uống nó ngon, nó tốt về sức khỏe, lại tăng sức đề kháng.